Ngày 23 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giam Nguyễn Quốc Khánh, 19 tuổi và Trương Văn Bảo, 22 tuổi về tội cướp giật tài sản. Nạn nhân là ông Đinh Văn Hồ, 51 tuổi, hành nghề bán vé số. Theo kết quả điều tra, vào khoảng 13 giờ ngày 20 tháng 5, Khánh rủ Bảo đi trộm tài sản. Để tránh bị phát hiện, Khánh gỡ biển số xe máy cất vào ba lô, rồi cả hai chạy dọc theo tuyến quốc lộ 63. Sau đó, Khánh tiếp tục điều khiển xe chở Bảo đến trước một nhà trọ thuộc khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, thì phát hiện ông Hồ đang chạy xe đạp, trên tay cầm vé số và tiền. Ngay lập tức, Khánh áp sát xe ông Hồ, còn Bảo ra tay giật lấy 67 vé số loại 10.000 đồng, cùng số tiền 120.000 đồng, rồi tăng ga bỏ chạy. Ông Hồ sau khi bị cướp đã đến công an trình báo. Qua điều tra, công an thị trấn Vĩnh Thuận xác định Khánh và Bảo chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam cho đến nay. Được biết, Khánh có một tiền án về tội hủy hoại tài sản vừa mới ra tù.